nay thì Tài Chim Tài Duyên đại diện cho rất nhiều anh em, những anh em biết cái tin vui này, nhưng mà mấy anh em bận, mấy anh em có gửi lời hỏi thăm là nhớ gửi lời chúc mừng Hồng Phát. Tôi chúc cậu Vĩnh Quán sẽ khai trương Hồng Phát và được rất nhiều anh em không những nghệ sĩ mà người hâm mộ yêu mến. Mấy chồng anh em đến đây chơi thì tại vì trong tháng khai trương á, mặc dù có khuyến mãi nhưng mà anh em cũng nhớ đừng có thiếu. Thiếu là cũng hơi căng. Đúng rồi, bớt thiếu. Bớt thiếu. Nhưng mà nó nghe giới thiệu mấy anh em mà sao thấy tặng có nhỏ qua cho xíu vậy? Không, vậy mấy anh em, tại vì mỗi một anh em là đại diện một cành hoa. Có một cái gì thôi hả? Mỗi người cái, tình cảm là chính. Okay. Quan trọng là chị quan trọng gì mấy cái này. Có Mạnh Quân đạo tòng nữa nha, đầy đủ hết nha. Hai đứa nó luôn, cũng ké đây luôn. Ké đây luôn, ké đây luôn. Thấy hết á. Ké được chồng nào trong này á. Đó, tại vì bây giờ là nói chung là mình phải hay người đại diện thôi, chứ tình cảm là đây nè. À, đúng là đây chúng tôi tiền thì không nhiều đâu, nhưng chúng tôi nhiều. Nhiều lắm. À, số qua, số 10 người tặng lần qua đó. Số 186 Bình Thới nha. Hey, nhà anh tới đây cũng đông lắm. Để có gì anh nói mấy đứa em ha. Có cần lấy bún gì á, có đứa em họ bán bún chợ chim xanh là bán gà nữa. À, có nguyên liệu sẵn. Có nguyên liệu sẵn luôn. Dạ được. Cái gì đó tính sao ha. Rồi thôi chúc Lê Duyên chúc cho anh, Lê Duyên chúc chưa? Dạ chúc em luôn, em không biết. Bắt tay, bắt tay phát cái chứ. Anh cầm ra, bắt tay phát ra. Em bắt tay phát cái đi. Ok, cảm ơn anh em. Phát cảm ơn mấy anh em mình luôn chứ. Ok, cảm ơn hiện nay là Tài nè, Duyên nè, rồi số anh em nhắm mặt nói là Tài đó là có phải là chúc mừng gửi vô đây mỗi một cái cành hoa rồi đào tổng Mạnh Quân rồi mấy anh em nhắm mặt nhắm mặt nhắm mặt nhắm mặt cảm ơn các bạn rất là nhiều, mặc dù các bạn ngày hôm nay không đến được vì bận lịch đi show đi quay đâu thì không sao cả, không sao đến thì các bạn nhớ cả đến nha, 186 Bình Thới nha. Ok, quán mở từ sáng tới tối là giờ anh em mình là phát order cho hai anh em mình là hai tô đặc biệt 59.000 một vị đại gia. Đặc biệt là có tô để trứng nổ cho nên ngày hôm nay Duyên và anh Tài sẽ ăn tất cả nhiều từ món. Không phải, nhưng mà em có ăn cái giò cháo quẩy này không? Để một cái. Bỏ vô. Tô thì mình lấy cái này nè các bạn nè, mình chấm cái này nè, xong rồi mình ăn thì sẽ được. Ghê ăn luôn hả? À? Chúng ta làm giống rồi đó. Rồi, thử thức nha. Ê, em phải quay tận cái tô cháo nè em. Mình coi bên trong nó có cái gì chứ. Có con tôm nè Lê Duyên, em ăn gấp quá rồi. Chắc là anh nhường con tôm đó cho em hả? Đâu, em cũng có kìa. Là... nhường cái gì? Của ai người đó ăn chứ em. Này là bò viên ha, này là chắc là bò thịt á. Gửi gì nữa ta? Nhìn nó rất hấp dẫn. Có này là cật đúng không? Cật heo á, cật heo á. Anh Tài ăn mèo, em đi anh Tài. Gì bỏ vô, ủa, anh cái gì cũng ăn. Cái gì của Lê Duyên cũng ăn hết á. Ừ. Yeah. Rồi thôi giờ mình thử đi Duyên. Thế này cái gì ta? Cũng là cật thôi. Gan. Gan hả? Em biết là nó. Rồi đó. Rồi thôi giờ thử cháo nha. Cảm nhận của anh là. Ê. Cháo ngọt à. Em thử tôm ơi, thử tôm. Ừ, thử con tôm ơi. À nếu như mà mình thấy là có thì có nước mắm ở đây mình có thể chế nước mắm vừa, vào. Anh nha. Thấy vừa rồi. Em đừng có thêm gì nữa. Vừa rồi. Anh lấy về nước mắm cho tụi em ăn. Cái vậy? Các bạn có thể bỏ ớt hay là bỏ cái gì vào. Bỏ vô luôn chứ. Làm luôn hả? Dạ. Mắm không? Mắm nha. Mắm để chấm gì? Để có đũa. Các bạn ăn nhiều ớt thì các bạn bỏ vào nha. Bỏ ớt cho anh luôn. Anh ăn nhiều không? Không, anh ăn bằng em à. Không có nhiều hơn em đâu. Rồi phải lấy đũa. Đâu phải là muốn anh Tài ăn là được đâu. Đúng rồi. Chúng ta có thể cầm đũa để ăn các bạn. Vậy thì nước mắm phải còn kỳ nhất định. Phải còn kỳ, đó là cái gu. Gu là mấy cái này nè, là mình hay chấm vô nước mắm á. Ừ. Này miếng cật hay là cật phải không Lê Duyên? Thì gan. Cật đúng không? Như vậy. Ừ. Rồi các bạn có thể order là tô lớn là 39.000, tô nhỏ là 29.000, tô đặc biệt là 59.000. Nếu như mà đến đây trải nghiệm rồi á, để mà thấy những cái sự trình bày ở trên đây cũng như là phải cái em. Anh đang tìm trứng đâu? Trứng là trứng đập vô trong này. Trứng đập luôn hả? Không, chứ chủ quán. Ủa trứng, không thấy chưa? Từ từ, ăn đi, hồi tao đem cái trứng ra sao ha. Ủa vậy hả? Ừ. Nó đưa cái trứng lộn mà sao? Gấp quá. Cái này lạ, anh nói giòn giòn lên. Giòn là gì? Em không biết nữa nha. Thật nè, thật nè. Cái mềm lắm luôn. Còn cái này nè, cái này. Cái này mực. Mực hả? Trời ơi, mực không biết em. Không phải. Em mực không? Không. Rồi có nhiều cái mình không biết quá bạn ơi, cái này cái gì ta? Ờ nó là lạ lắm luôn á. Không có lạ, ăn rồi tại mình không biết gọi tên thôi á. Dạ đúng rồi.
cực. Không phải. Vết đó là cực. Vậy cái này nó là cái gì? Cái anh mới ăn là cực, còn cái này là gì? À, ghen, đúng rồi, ghen. Rồi. Đây anh em mình tính ra anh em mình đi review đồ ăn mà không biết một cái gì luôn á. Không, quan trọng là mình biết cái vị, mình cho khán giả cảm nhận cái vị của mình. Không có ăn nhiều cháo, cũng hơi là ngu. Kiểu là sở thích là món ăn là cháo, nhưng mà tự nhiên tới đây rồi thấy order một cái tô đặc biệt có tôm và trứng á, thì con cho mình một cái trải nghiệm tốt hơn đúng không anh? Là kể từ đây là hễ mà muốn ăn cháo thì qua đây ăn hả? Đúng rồi, qua cháo qua đây ăn chứ sao? Ê, cũng là con tôm mà con tôm anh em ngon hơn. Con tôm anh em mình ăn nó ngon hơn. Quan trọng mình hiểu không? Bây giờ con tôm của anh nó sẽ ngon của em. Không, đúng rồi, con tôm mình ăn của người khác ngon. Còn anh, ok, các bạn đến 186 Bình Thới nha. Còn Bình Quán. Còn anh ăn.